điểm trừ các bạn ơi. Thì trên tay mình đang cầm con S10 Plus, thì cái đầu tiên về cái phím bấm này, cái phím khóa nguồn này, phím này nó nằm khá xa các bạn. Cái phím của cái S9 thì nó nằm khoảng đoạn này thôi, khi mình cầm tay như vậy nè, mình bấm ở đây rất là vừa, nhưng mà giờ mình muốn bấm lên đó mình phải mở lên đây lần. Nhưng mà thay vào đó thì thằng này nó đã có đây, nó đã có một cái chế độ thông minh, đó là khi mình chạm hai lần màn hình thì nó sẽ đánh thức màn hình sáng vậy. Và thêm vào đó nữa là Samsung nó vừa mới bỏ đi cái phím vật lý, cái phím cảm biến lực ở đây, phím home ở đây. Hồi trước là mình ấn mạnh vào nó sẽ đánh thức màn hình, thì bây giờ đéo có nữa các bạn ơi, không còn nữa. Và thay vào đây thì nó sẽ có cái cảm biến vân tay ở dưới màn hình. Cảm biến ở đây thì mình sử dụng rồi, thì mình test rồi, bây giờ mình sẽ quay lại mình test lại cho các bạn xem. Thì cái cảm biến này theo đánh giá của mình thì nó là như cặp các bạn, nó như cặp. Đây bây giờ mình sẽ thử thêm cho các bạn xem. Thêm pin ống số 1 đây các bạn, mình phải ấn mạnh vào nó mới cho mình sử dụng. Các bạn phải chạm đúng cái đoạn này nha, nếu mình chọn sai nó sẽ không vô. Đấy, mình chọn nè, đúng không? Ấn mạnh hơn một chút, phải ấn nhẹ quá là nó không nhận các bạn ơi, nó sẽ không scan được như cả. Đấy. Đấy. Sau để mình gán test nhanh cái đoạn này. Màu đen. Mình tua nhanh cái đoạn này các bạn ơi, màu quá. Rồi 100% rồi các bạn, hoàn tất đây. Rồi sau đây bây giờ mình sẽ khóa lại và mình sẽ sử dụng vân tay. Nếu mà mình chạm vào đây các bạn, chạm vào đây. Đấy, chạm vào lệch nó báo là không khớp các bạn, thấy chưa? Mình phải lên một tí. Đấy, còn các bạn chạm lại mình nhé. Các bạn thấy mình chạm nè. Đây, để mình quay ngang chỗ này. Chạm này. Chết mẹ. Rồi. Đấy, các bạn điểm là thời gian tầm khoảng đến 1 đến 2 giây nó mới mở được màn hình lên các bạn ơi. Này. Đấy. Chuẩn bị là điểm này. 1 2 3 4 1 2 3. Đéo lên luôn các bạn ơi, đéo lên rồi. Đấy, làm lại. 1 2 đó, 2 giây các bạn, tầm khoảng 2 giây, 1 đến 2 giây nó mới lên được các bạn ơi. Về cái máy thì cái thiết kế thì khá là bắt mắt, khá là đẹp các bạn. Bộ camera này rất là đều tương xứng, điều mà mình thích hơn so với thằng S9 và S9 Plus thì các bạn nó có cái biến ở dưới đây nhìn nó rất là xấu, cái nó chính cũng vậy. Hoặc mình chỉ thích nó để một hàng dài giống như hàng nó 8 thôi, nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó tinh tế hơn các bạn. Cái màu này là màu ngọc trai các bạn, màu trắng ngọc trai. Chỉ có một điều mình còn cái thứ hai nữa là cái đánh thức màn hình nó giống như con iPhone X với những cái dòng của iPhone các bạn. Thì mình lắc nó thì nó sẽ sáng màn hình, nhưng mà lúc được lúc không các bạn ơi, không phải lúc nào cũng được. Nãy mình test rất là nhiều lần rồi, mình không biết cái cơ cấu nó như thế nào, lúc được lúc không. Đây đấy, thường nếu mà các bạn iPhone các bạn lắc như vậy nè, đây tự động sẽ sáng, còn cái này nó không sáng rồi, nó phải có cái gì đó nữa hên xui đó. Nãy mình lên được mấy lần, bây giờ nó không lên nữa, mà phải chạm hai lần. Đấy, còn muốn sử dụng không thì mình vân tay cũng là vân tay một chạm thôi, nhưng mà nó scan siêu âm thì nó khá là lâu, mất khoảng thời gian các bạn khoảng 1 đến 2 giây nó mở được. Và con này nó chỉ có nhận diện khuôn mặt thôi các bạn, nó không có còn móng mắt nữa, nó xóa được móng mắt rồi. Về cái giao diện của này là Android 9 thì giao diện này theo mình đánh giá thì nó dành giống như là dành cho những người già các bạn, cái icon rất là to, chữ to nữa. Khi mình bút từ trên bút xuống nhìn nó phô lắm các bạn, mình không thích nó so với thằng Android 8. Ai nói nó mượt hơn nhưng mình không thích. Vậy cái khi mà các bạn sử dụng con này, các bạn sử dụng phím vuốt cái thanh điều khiển mới nó nằm ẩn ở dưới á, thì dường như là các bạn sẽ không sử dụng được Samsung Pay. Với hoàn phải sử dụng cái mặc định của nó thì các bạn mới sử dụng được Samsung Pay ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip.